có đập ở đâu đâu đó đó rồi ra kim xuống đập đập rồi, yeah. Rồi nó có méo nhỏ hay đâu bự được gì đâu, đó là con có cái mực nước như đó, mực nước mặn nó tràn vô cho bà con người ta không có trồng trọt gì được đúng không anh? Ngày xưa tới khá là thiếu nợ đó, người đó đi biển con chồng con ở nhà đó gái cho chồng con đi chuyến này chia được khá là gì đó thì cúng cho bà cái gì đó thì nói ra cũng thấy lại cũng giá trả là cái đó. Nói đến vùng đất Kiên Giang vốn có khá nhiều am miếu linh thiêng. Và hôm nay, Sơn sẽ chia sẻ một ngôi miếu bà sớm đập có hơn hàng trăm tuổi. Và xung quanh miếu có rất nhiều câu chuyện từ các bậc bô lão ngày xưa truyền tai nhau gần. Xưa kia, nơi đây vốn có nguồn nước mặn tràn vào vùng đất này khiến cho bà con nơi đây không thể trồng trọt được. Và từ ngày bà về nơi đây, bỗng nhiên nổi lên một cái đập ngăn chặn nước mặn và đâu có nguồn nước ngọt tràn vào vùng đất nơi đây. Để cho bà con có được mùa thu hoạch từ nguồn nước ngọt này. Chính vào đó, bà con nơi đây đã lập miếu tôn thờ bà cho đến ngày nay. Và xung quanh nơi đây cũng có rất nhiều câu chuyện về bà đã độ cho tất cả những người xung quanh nơi đây đều có được của ăn của để. Hôm nay Sơn sẽ tìm hiểu đến một ngôi miếu bà sớm đập này ra sao. Cái bước vô phía ngoài là hờn thằng năm nha. Còn ở đây á là hờ mẹ quán thế anh, hờ mẹ quán anh. Mình nhớ kia cho người xem. Đây phía ngoài. Thì xung quanh ở đây á miếu à. Thì phía bên trái là có nhiều cái danh sách ta thờ cúng bà lắm. Tại vì bà sớm đập này á, những danh sách là hương chợ, kiểu hương chợ 3/4 nè, người ta cúng giếng là thì có một số người là lên đây nè, có một số người là kiều minh pháp bên gì đều có để đây cúng giếng bà hết đó. Do bà rất là hiển linh thì bà con có ghé lên đi qua nơi đây thì đến đây thăm viếng bà nha. Củ huyền trong họ nha. Cái trái là thằng củ huyền trong họ. Nên đây là thờ hương chức và bá tánh. Nên đây là tả mang và hữu quan nha. Bây giờ là mình kiếm bà con xung quanh lên đây hai hiểu về miếu bà sớm đập này nha. Muốn tìm hiểu mấy cái miếu bà đó mà tại sao có cái tên là miếu bà sớm đập là sao anh? Hồi đó giờ mà chứ đâu phải mới đây đâu à, mà nó hình như là em biết á, là mỗi cái miếu là nó có cái câu chuyện gì riêng đúng không anh? Đó là không biết đâu. Cái đó thì hồi đó lớn giờ đây thì tại vì hồi đó cứ sao người ta xâm xâm đập rồi miếu bà người ta đặt hồi đó giờ luôn chứ đâu. Miếu bà xâm đập chứ đâu. Tại vì em cũng có nghe thoáng thoáng là một câu chuyện là như là hồi xưa ở đây có cái đập á, cái đập nước mặn phải không? Rồi cái bà sao đó, bà về làm sao đó. Là ngăn cái nước mặn nó lại phải không chú?
Thì đó giờ thì ở đây thì có cái đập ở đâu đâu đó đó, rồi ra kêu xuống đập, đập rồi, rồi đó có miếu nhỏ hay đâu có bự được gì đâu. Hồi đó là có cái mực nước như đó. Mực nước mặn nó tràn vô cho là bà con người ta không có trồng trọt gì được không anh? Đâu hồi ngày xưa tới lâu chưa anh, cái miếu là lâu chưa? Lâu đời ông cố, ông nội gì hả ba? Lâu rồi. Cả trăm năm chưa? Cả trăm năm có rồi. Cả trăm năm luôn hả? Bảy mấy tuổi nè, mà có trước mà. Ai có trách nhiệm thì bây giờ mình bầu lên, nó sớm gì ta thích ai thì ta bầu, bầu lên làm gì đó chứ. Dạ, dạ. Có gì hỏi ba đi, ba nói tiếp. Cảm ơn anh nha. Có biết cái gì ba nói đó. Tại vì bà gì đó lớn tuổi như ở đây. Bà gì có cái câu chuyện gì gần ở đây không? Bà gì chia sẻ cho người ta biết về cái miếu mình đó, gần gần ở xóm mình là người ta biết lại, người ta cúng giếng đâu. Thì cũng nào tới giờ chứ cũng không mấy gì gần biết, thì tôi thì người Việt, người Miên. Dạ. Không mấy gì gần. Dạ. Thấy không? À, ở đây thì tôi thấy từ nào tới giờ nó nhỏ xíu đó, giờ ta sửa lại thành vậy thì lớn lớn. Có nhiều, nói chung là linh lắm, có nhiều người ta lại lấy mà. Cũng linh lắm, người ta lại cho đắp bút á. Dạ. Nó lại cho tiền sửa lại. Dạ. Làm cho được đàng hoàng. Dạ. Cảm ơn cô nha. Dạ. Cô, giờ mình sẽ tìm hiểu với cô ở đối diện với cái miếu nha rồi. Cô có biết cái câu chuyện đó sơ sơ cho con chia sẻ con một chút được không cô? Gành đâu có, mình lại đây có ông này là ông gành đó, là cái miễu đó đó, hồi nào giờ đâu biết à. Ông cái cửa xanh đó đó. Miễu đó linh đúng không cô? Hả? Cái miễu đó là linh đúng không? Linh đó. Cô cũng nghe thoáng thoáng vậy, câu chuyện chút đỉnh không được nữa. Cô chia sẻ này cho trùng vọng đây, người ta biết miễu bà, mai mốt tôi quay lại ta cúng giếng bà đó. Bà thì nó hồi nào giờ có không gành không cái gì gì, trong đó người ta cũng tại vì trong đó người ta có chủ á. Dạ. Không làm á, là ông ba đó đó là hồi nào hồi xưa tới giờ là không biết. Dạ. Mới ông dạ, cảm ơn cô. Ông biết á, ông biết gành đấy. Đi không đẳng hầm thì chắc đi đẳng đi. Nhà lướt. Đây. Không ở nhà đó hả? Có, không nhà. Cho mày nghe tao bắt chưa. Hả mùa này, ông mày cho cha rồi, cái ra cho. Rồi, cái cô này dắt mình đi nha. Tìm hiểu. Không bỏ xe đây được hả? Ông có xe đợi xa rồi đấy. Dạ. Đó, ông bà đó ở dưới đó. Cái này cái lịch sử tôi cũng không biết rồi đời nào. Dạ. Tôi thì 60-70 tuổi rồi. Dạ. Thì nó tôi mở mắt ra là tôi đã thấy rồi. Vậy là miếu rồi. Cả trăm năm hơn cả trăm năm rồi. Thì trước kia là nói cái đình Dịch Dòng á. Dạ. Thì có là có cái miếu đó. Dạ. Tôi hỏi mấy người lão tiền bối vậy. Dạ. Mà hai người hồi đó là hai cái miễu với cái đình cúng có một ngày à. Dạ. Sau này á, rồi mấy ông mệt quá chịu không nổi. Dạ. Mới dời lại cách là một tháng. Dạ. Tháng trước cúng ông đình bển thì tháng sau cúng miễu. Dạ. Và thành thử ra tôi biết tới mà đời tôi lớn lên thì năm nào cũng vậy, cũng được cúng tới bây giờ hết, cũng đáo lệ từ năm như vậy, gan như vậy hết. Tôi gần 70 tuổi rồi đó, không biết gì vậy. Miễn là hơn cả trăm năm rồi. Vậy là chú nghe những cái bậc cao nữa. Vậy là có lâu rồi. Còn cái đời trước nữa. Đây. Mấy cái ông già hồi trước rồi còn kể lại còn dài nữa. Con nghe ngày xưa là ở đây có cái đập nước phải không chú? Hả? Nghe ngày xưa ở đây là có cái đập nước phải không? Cái đập nước mặn á. Là cũng như là con chỉ nghe nói là thoáng thoáng là không có cái đập. Không có đập phải không? Nước mặn từ ngoài biển á, khi chờ trước thì nước mặn á là cứ chảy vô. Dạ. Có nước mặn là cứ chảy vô, chảy lòn qua tới Phi Thông hết luôn. Dạ. Đó, rồi á, thời gian này á, mình làm cống làm đầu rồi á, là nó mới ngăn nước mặn lại, là có nước ngọt trong sông thôi. Dạ. Nước ngọt rồi á, thì có nước ngọt thì cũng rất tốt chứ không phải không. Dạ. Mà điều rồi cái ảnh hưởng của nước dơ. Dạ. Nước sông thì không còn xài được. Hồi đó là nước dưới sông này á là có thể nước lớn như gì nè là múc sách lên để uống. Yeah. Lóng trong lại uống đó chứ không có lưu, lưu không có được nhiều. Tự nhiên đó con nghèo không có lưu có bồn gì đâu, có người dài ba cái lưu vậy đó, rồi là sách nước này lên rồi để lóng trong nấu cơm nấu rồi để uống rồi đó. Yeah.
Thì con cứ nghe thoáng thoáng là ngày xưa ở đây cái nước mặn tràn vô không à? Nước mặn. Là từ ngày mà bà về á, con là từ ngày mà bà về á là bắt đầu là bà đưa cái nước ngọt vô cho bà con ở đây người ta là trồng trọt là mới được. Cái không đó là phải, có. Nói đó là không đúng. Dạ. Bởi vì từ ngày á tiếp thu vô rồi mình nổi lên để làm cống. Dạ. Ngăn mặn. Ngăn mặn. Vậy đó. Thành ra mới có nước ngọt. Dạ. Chứ còn nói cái chuyện đó là không có. Tại những cái miếu á là đều có khúc chuyện. Ừ. Là người ta tại sao mà người ta phải xây cái miếu lên. Nó có khúc chuyện gì đó mà về ta đập đồng cái gì đó. Thì linh cái sự tín ngưỡng. Dạ đúng rồi. Của đời trước á là dạ. Tín ngưỡng như tỷ trong xóm trong ghiền có dạ. Cái miếu là cái đình. Dạ. Đó một cái xóm gì đó thành ra mình làm cái lễ cúng để cho tới ngày đó là cúng nghe nhớ là tưởng cúng để chi? Cúng để mừng giái cho được mừng mùa được á, dụ á, ai mừng cái gì được cái nấy nó dạ. Vậy thôi chứ không phải cái gì dạ. Đó, tin tưởng giữa tỷ ông bà vậy thôi độ mừng cho nó mạnh khỏe con người dạ, dạ. Để, đừng có xảy ra những chuyện gì dạ. Đó, thành ra người ta mới là tín ngưỡng cái chuyện đó. Chú có nghe cái xung quanh ở miếu mình đó, nó có cái câu chuyện chuyện gì mà như là bà Hiển Linh hay là cái gì đó mà hay bà trừng phạt rồi có mấy cái câu chuyện đó không chú? Cũng có những thế này. Dễ tỷ người ta những người có công chuyện gì đó. Dạ. Người ta giái. Dạ. Thì người ta đạt được thì nó lại cúng. Dạ. Cái đó có hoài, có thường thường hoài. Dạ. Nhưng khi dễ tỷ tôi nói đại khái đi. Dễ tỷ cái thằng đó đi ngoài biển nghe mất tích. Dạ. Đó, người ta giái, là người ta giái mẹ sao cho nó về được này kia này đó. Thiệt vài bữa là một tháng hai tháng không chừng tình rồi đâu mà lọt tọt rồi nó về được. Thành ra người ta mới là tính được cái đó người ta lại người ta cúng. Thôi là giữa tỷ người ta giái. Những đi biển hả là thiếu nợ đó, người đi biển cho tôi chồng tôi ở nhà đó, giái cho chồng tôi đi chuyến này chia được khá khá là gì đó gì tôi cúng cho bà cái gì đó dạ. Thì thằng tử cũng thấy lại cúng giái trả là những cái đó, đó. Cũng thường thường hoài ha dạ. Cái gì mình tính hưởng được á tỷ nhầm khi cái lòng mình có mình ăn ngay ở thẳng làm ít được nhiều dạ. Chính bản thân tôi tôi bệnh mấy chục năm nay chứ không ít đâu. Mà bây giờ mà tôi mình ít. Mà tôi giỏi, mà lao động giỏi chứ không phải là dở. Mà thời gian bệnh dạ. Không bằng được. Con đông nữa mà vẫn dị đó mà vẫn có ăn dạ. Tôi đó tôi mua miếng đất. Cái nền nhà ở đây thì ngang có 7 mét gì đó, 7 dạ. Mét gì đó. Nền ngang cửa này là cặp cái nhà đó. Cặp cái nhà đó từ mấy cục đèn nó qua chỗ cái ấy bên đó còn hàng cậu còn dạ. Rồi tôi mua được mua chẳng sợ người ta mua dành đó à. Má cũng bán rồi đó tôi cũng có công ở trong chút rồi nhớ bà chủ nhà ở đây mà đó nè kêu tôi bán con má dạ. Tôi mua sao này tôi hiến đi nói thôi nếu vợ là tôi mua được rồi cái ông bà đổ tôi mừng ăn khá thì cho tôi mừng ăn khá cái đất này bà muốn mừng cái gì đó từ trong quan chức nó muốn mừng cái gì đó cho có lợi cho bà thì ha rồi ra tôi nộp ngay cũng mua cái này bán cái này cái mua lại cái kia nó rẻ cái rồi bán lại mất mua lại cái khác rất nhiều như vậy nhiều giai đoạn như vậy đó thì ra tôi mới khá gì đó dạ. Rồi người ở xung quanh đất bà đó sau này là đồng kia đó mẹ gạo thiếu không có gạo ăn bây giờ dư ăn dạng chắc bà đồ à thằng người thằng quá chính thằng quá đó làm nó không có đất ở đó nó dạ. Bằng làm thợ hồ làm thầu á không có đất ở dạ. Lại ở xin ở sau hè đó
mà nó bắt đầu mà nó lên rụt, bây giờ mua xe xuống xe nó đủ tăng năm đó là nó làm nó lãnh thầu nó xây cắt cho người ta mà nó làm thấy ở đây lên tới luôn rồi à. Nói chung là lên lắm à, rồi nó mới đứng lên đó. Nó đứng lên cái gì không, nó có bản vẽ rồi này kia, nó làm bản vẽ mới xin cắt lại cái ngôi miễu yeah. Mà để xin tiền yeah. Đó. Xin tiền là cô bác người ủng hộ hoạt động thêm à, động viên ủng hộ mới yeah. Rồi mới cắt nó để đứng làm thầu yeah. Đó, vậy để đứng làm thầu mà nó làm nó xin cắt luôn coi khang trang mới đẹp gì. Mỗi lần dục sụp để mình xếp lắm. À. Tôi đó nhưng là còn dừng cây dừng lá mà đứng đó mà được làm thiết đâu dạ. Trên nóc thì được mấy miếng thiết chứ dắt này không có thiết mà dừng con thấy là có một số là bà con mà bên nước ngoài đây cũng có cúng giếng trong đó có, đây có. Người ta về người ta nghe đó ừ. Người ta ủng hộ vô ừ. Chắc ta cũng có giá à, gì đó lần này không có lấy tiền dạ. Bởi vì nhầm khi ta gửi tiền lần này không có nhận đâu dạ. Bởi vì thôi giờ giá tỷ mà thiếu cái gì đó báo cáo rồi trăm mấy chục miếng thiết hay là gì đó một chục bao xi măng 20 bao xi măng gì đó thì đó là mỗi người ủng hộ vô rồi cát hay là gạch hay là cái gì đó tự động nguyện người ta mua ta trở lại bỏ tới đó rồi lần này ra công mướn thồ xây gì thôi chứ đợt rồi mà không có bà con mẹ ủng hộ là không là nổi mẹ chưa có 100.000 đồng bạc con cũng cảm ơn chú nha à, con cảm ơn chú chia sẻ con những câu chuyện của bà rồi ha rồi cảm ơn chú về nha.